Đột nhiên thấy dấu hiệu này chứng tỏ bạn được ông bà phù trợ. Quý vị thân mến, người Việt Nam ta luôn có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Từ bao đời nay, việc thờ cúng tổ tiên là một trong những điều giúp con cháu thể hiện truyền thống đó, góp phần thể hiện lòng biết ơn của con cháu dành cho các thế hệ tiền nhân. Và với đời sống tâm linh đậm nét, chúng ta luôn tin tưởng rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa những thế hệ đã khuất trong dòng họ với con cháu đời sau, rằng tổ tiên ông bà sẽ luôn phù hộ cho con cháu mình trên đường đời. Người Việt từ xưa đến nay cũng luôn tin rằng một người có những dấu hiệu sau đây chứng tỏ phước dày được tổ tiên theo dõi phù hộ. Dấu hiệu thứ nhất, đường đời thuận lợi, nhiều may mắn. Thực tế trên đời không phải ai làm gì cũng suôn sẻ 100%, nhưng mức độ may mắn suôn sẻ đạt được nhiều hay ít là tùy thuộc vào số mạng của người đó. Với những người ăn nên làm ra, dù trong bất cứ lĩnh vực gì, từ kinh doanh, làm việc công sở hay bán hàng lề đường, một khi muốn, bạn đều sẽ may mắn hơn những người khác khi làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cho dù bạn kinh doanh, làm công việc công sở hay làm bất cứ điều gì đều rất thuận lợi. Có thể bạn không học hành giỏi giang, thông minh xuất chúng như nhiều người khác, nhưng mọi việc khi vào tay bạn lại rất trơn tru, thuận buồm xuôi gió. Trong khi nhiều người giỏi hơn bạn thì vẫn đang chầy chật khó khăn, thì bạn lại có thể dễ dàng đạt được thành công mà không cần phải quá nỗ lực hoặc đánh đổi gì ghê gớm. Dấu hiệu thứ hai, thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Đôi khi chúng ta không tránh khỏi bị rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nhanh một bước thì đi đời, chậm một bước thì bỏ mạng. Nhưng đối với những người được thần Phật che chở, tổ tiên bảo vệ sẽ tai qua nạn khỏi. Mặc dù được giúp đỡ khách khỏi cảnh hiểm nguy, nhưng cũng không nên chủ quan. Người xưa nói, người nếu gặp đại nạn mà không chết, ắt sẽ có phúc báo về sau. Câu này rất dễ hiểu. Một người khi gặp phải tai họa lớn mà không bị chết, trong tương lai sẽ được hưởng đại phúc. Đây thật ra không phải là mê tín dị đoan, mà là một kiểu phân tích rất triết lý. Xưa này có những ví dụ như vậy rất nhiều. Trong cuốn cổ thư Quảng Dị Ký có một câu chuyện như sau. Đỗ Xuyên từng là tể tướng của hoàng đế Đường Huyền Tông thời nhà Đường. Khi ông còn trẻ muốn qua sông ở bến Bổ Tần, nước sông lên rất lớn. Lúc đó có rất nhiều người trên thuyền. Người treo thuyền lúc này đã tháo dây neo. Bỗng nhiên từ trên bờ một ông lão hét lên: Đỗ Tú Tài, hãy ở lại. Ông lão thành khẩn cầu xin nhiều lần. Đỗ Xuyên đành phải xuống thuyền đến nói chuyện với ông lão rất lâu. Lâu đến nỗi những người trên thuyền mất hết kiên nhẫn, họ ném hành lý của ông lên bờ và chèo thuyền đi. Đỗ Xuyên vẫn đang nói chuyện với ông lão, quay đầu lại nhìn thì thấy thuyền đã rời bến. Trong lòng rất hậm hực vì ông lão đã làm mình lỡ chuyến đò. Hôm đó sóng to gió lớn, người trên thuyền bất ngờ phát hiện hàng chục cánh tay đang treo lên thuyền. Sau đó thuyền bị chìm, toàn bộ người trên thuyền đều chết hết. Lúc này ông lão mới nói với Đỗ Xuyên rằng: Ngài là một quý nhân, cho nên tôi mới đến giúp. Nói xong ông lão biến mất. Đỗ Xuyên sau đó được thăng chức nhiều lần cho đến tước công khanh. Thì ra trong đại nạn có người cứu giúp ẩn đằng sau đều là có lý do. Nhiều người là quý nhân có sứ mệnh cao cả, nên họ sẽ được phúc đức về sau như mọi người thường nói. Số hiệu thứ ba, có được người vợ hay người chồng lý tưởng. Nhiều người có niềm tin rằng những người chúng ta đã gặp và tiếp xúc đều có liên quan đến quá khứ của chính chúng ta. Đặc biệt trong mối lương duyên vợ chồng, họ là những người có mối quan hệ sâu sắc từ kiếp trước cho đến kiếp này gặp lại và nên duyên. Tuy nhiên có duyên nhưng lại không có nợ,
đôi khi chỉ là gắn bó với nhau một đoạn đường ngắn, sau đó lại chia lìa. Đối với những người gặp ngang rồi yêu đi đến kết hôn, chung sống hòa thuận với nhau suốt quãng đời còn lại, may mắn cùng chung một mục tiêu, ý tưởng, thì đích thị bạn là người được quý nhân phù trợ, tổ tiên an bài. Vậy nên phải biết trân trọng những gì trước mắt, đồng thời biết ơn gia tiên vì đã luôn mang đến may mắn cho mình. Thứ tư, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do bốn nghiệp duyên, đó là một là đến báo ơn, hai là đến báo oán, ba là để trả nợ và bốn là đòi nợ. Vì vậy, sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có người sinh ra đứa con vô cùng hiếu thuận. Ngoài ra, người Việt cũng quan niệm con cháu sinh ra ngoan ngoãn, giỏi giang là do phước phần của tổ tiên để lại. Nhờ những đứa con cháu hiếu thuận, chăm chỉ học hành như vậy mà dòng họ được rạng danh, luôn có các thế hệ kế cận, tưởng nhớ, hương khói cho người đã khuất. Có như vậy, dòng họ mới được hưng thịnh, trường tồn. Thứ năm, sức khỏe tốt, hiếm khi ốm đau, bệnh tật. Ốm đau là chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải. Một số người bệnh nặng, đau ốm triền miên, cuộc sống sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, nếu bạn không nằm trong trường hợp đó, hiếm bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể lại luôn khỏe mạnh, dẻo dai, thì chúc mừng, vì bạn là người được hưởng sự an vui nhờ công đức từ nhiều kiếp tích lại mà thành. Hơn nữa, một phần cũng nhờ vào hồng phúc của tổ tiên, bạn được tổ tiên yêu mến, kỳ vọng, nên các vị ban cho bạn một sức khỏe tốt. Thứ sáu, khi gặp khó khăn, luôn có lối thoát. Với những người này, bạn sẽ nhận ra, vào những lúc hoàn cảnh rơi vào khó khăn, bế tắc cùng cực, cuộc đời luôn ưu ái giúp đỡ bạn vượt qua hoặc gặp được quý nhân nâng đỡ cho bạn. Ví dụ, như đang làm ăn, gặp khó khăn, tưởng như bế tắc, phá sản, thì lúc sắp lâm vào đường cùng, bạn bỗng nhiên gặp lại được quý nhân bày đường, chỉ lối. Như vậy mà bạn thoát khỏi tình trạng bi đát, lấy lại được tất cả. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên nhớ rằng vận mệnh của bạn lớn, được thần linh phù hộ che chở, được tổ tiên ban phước lành. Bạn phải biết ơn và nên làm những điều phước lành để tạo thêm phúc khí. Thứ bảy, người mang đến may mắn cho mọi người. Bạn hãy để ý đến những người xung quanh mình, từ bạn bè, người thân, vợ chồng, con cái. Nếu họ thường xuyên gặp may mắn khi ở bên cạnh bạn, thì có lẽ bạn chính là phúc khí mang đến sự an lành, hạnh phúc cho những người xung quanh. Người như vậy thường được coi là có phước lớn, ai kết giao cũng được hưởng lây sự may mắn từ họ. Chẳng hạn như bạn đi đâu mở hàng cũng đều đắt khách. Việc gì đang vướng mắc mà bạn nhúng tay vào bỗng suôn sẻ. Hay có những việc nhẽ ra gặp khó khăn, thế nhưng nhờ bạn có vía tốt mà mọi việc lại trôi chảy lạ kỳ. Điều này chỉ có ở những người vận mệnh tốt, được tổ tiên ban phúc. Thứ tám, người đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Nếu như bạn hãy nghe những người xung quanh mình than rằng họ thường xuyên bị người khác chơi xấu hoặc đâm lén sau lưng, thế nhưng bản thân bạn thì lại không hề gặp những chuyện như vậy. Bạn luôn được bạn bè thân cận hay những người dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu cũng đối xử rất tốt với bạn, cư xử đúng mực và giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Đây chính là một dấu hiệu tốt, cho thấy vận mệnh của bạn tươi sáng, được tổ tiên phù hộ độ trì. Ngoài ra, một điều cần phải nói đến đối với những người có số mệnh tốt, được tổ tiên che chở, cũng phải là người mà chính bản thân họ tạo ra được nhiều phước khí. Nếu bản thân là người không biết chiêu mời vận khí tốt, chẳng hạn như hay cau có, lời ăn tiếng nói không thận trọng, thường xuyên nói ra những lời khẩu nghiệp, làm việc bất minh, hại người,
gian dối trong cuộc sống hoặc hành xử thiếu thận trọng, coi trời bằng vung, hống hách, hậm hĩnh, không thích nhường nhịn người khác. Trong gia đình không chú trọng giữ gìn hòa khí thường xuyên khiến bạn đời và con cái bị tổn thương bởi hành động của mình. Hơn nữa, đối với các bậc bề trên như cha mẹ, ông bà lại bất hiếu, không quan tâm. Đối với việc thờ cúng tổ tiên không chú ý, thì thường cuộc sống cũng có nhiều sóng gió, lận đận. Toàn là việc trời ơi đất hỡi rơi xuống đầu, làm bao nhiêu thất thoát bấy nhiêu, chẳng giữ lại được đồng nào. Tài sản tụ tán bất thường, cuộc đời cũng đầy tai ương. Quý vị thân mến, mỗi người chúng ta chính là phong thủy của cuộc đời. Vì vậy, chớ nên coi nhẹ những hành động, những cách cư xử hàng ngày của bản thân với tất cả mọi người xung quanh. Nếu không chú ý tu dưỡng tính cách, nhân phẩm của mình mỗi ngày thêm phước đức, thiện lành, thì chẳng những tổ tiên không độ mà trời Phật cũng không bảo hộ. Mỗi người đi trên đường đời, nếu không có phước lành, may mắn thì nguy hiểm lắm thay. Bởi tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào và không đủ phước đức để chống đỡ. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người ngày càng rời xa việc thờ cúng trông nom mồ mả, nhà thờ tổ tiên, dòng họ. Họ cho rằng chỉ cần tấm lòng thành kính tưởng nhớ là đủ. Thế nhưng đó hầu hết chỉ là lời nói qua loa, biện hộ cho sự lơ đễnh, ỷ lại, hoặc thậm chí là lười biếng việc chăm lo nhang khói cho những người đã khuất. Là con cháu người Việt, hãy luôn thành tâm nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã gây dựng nên dòng họ và nối tiếp các thế hệ để sinh ra chúng ta trên cõi đời này. Lòng thành kính tri ân chắc chắn sẽ luôn được gia tiên phù hộ, đường đời sẽ luôn được thuận lợi và bình an.